Mỹ Thuật Laptop xin kính chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ ráp một cái cây để bàn giao cho một cái bạn khách. Bạn ấy sử dụng cho cái công việc là liên quan tới Photoshop và AI cơ bản. Thời gian rảnh thì chơi được đột kích nha. Thì chọn bộ máy này chỉ có giá là 10 triệu đồng thôi. 10 triệu đồng bao gồm màn hình mới ThinkVision 22 inch nha, chuột, phím, tai nghe. Ráp vô cái thùng kính cường lực như thế này nè. Ở đây mình đang chuẩn bị gấp cây á. Mình sẽ sử dụng cây LED. LED tự chuyển màu của VFB như thế này và tản nhiệt CPU là tản nhiệt Zonbo CR1000 nha. Đây là những cái thiết bị tản nhiệt cơ bản. Ngoài ra thì nếu mà những bạn nào chúng ta có điều kiện kinh tế thì các bạn có thể chọn cái tản nhiệt như thế này nha. Tản nhiệt nước AIO. Đây là những cái cơ bản thôi. Thì bộ máy này cũng không phải là quá mạnh, tuy nhiên để phục vụ cái công việc là chơi game cơ bản như là đột kích thôi. Game đột kích thì nó khá là nhẹ nha. Rồi làm Photoshop cũng khá là nhẹ. Bộ máy này là Core i5 RAM 16GB, càng màn hình 1030, dung lượng 2GB nha. 1030 có phiên bản 4GB nữa thì mình gáp cho máy đời thứ 10 trở lên. Bản này mình chỉ gáp 1030 thôi, 2GB thôi. SSD thì 120GB của Adata và đi kèm một cái ổ cứng HDD 320GB. Màn hình mới ThinkVision nha. Thì ngoài ra cái này thì cái bộ máy 10 triệu á sẽ bao gồm chuột, phím thì ở đây nữa, chuột, phím và cả tai nghe nha. Thì tùy cái việc chúng ta lựa chọn linh kiện thì khuôn máy của chúng ta sẽ ở giá là 10 triệu trở lên hoặc là trở xuống nha. Đây là những cái linh kiện mà các bạn có thể chọn khi chúng ta gắp máy. Có điều kiện thì các bạn có thể chọn những cái sản phẩm phím chuyên game như là Logitech Full Hand hay là Newman ở tầm thấp nha. Còn đơn giản thì xài Elu và G7 đơn giản là được rồi. Kiếm cơ lo nữa. Bộ máy này thì bạn không có đi lo, bạn lấy tai nghe nha. Mình đang trong quá trình là ráp cái máy lại để ngày mai giao. Thì mình xin nhắc lại luôn, cái máy này là cái máy đời cũ rồi, nên bên mình sẽ bảo hành cho các bạn là 1 năm. Bảo hành cho màn hình mới là bảo hành 2 năm, còn riêng bảo hành phần mềm là bảo hành trọn đời nha. Còn những bạn nào mà chúng ta ráp mới á, có điều kiện thì mình vẫn khuyến khích các bạn ráp mới nha. Ráp mới những cái dòng CPU đời cao. Ở đây thì mình đang có CPU Core i3 thế hệ thứ 12 hoặc là Core i5 thế hệ thứ 12. Đây là những dòng mới nhất hiện tại, các bạn có thể gấp mới được, giá thành cũng không quá cao nha. Rồi mainboard thì nếu đời thứ 12 thì chúng ta sẽ gấp những cái dòng như là H610 hoặc B660, những dòng cao hơn. Đời 10 thì gấp 5H510 nha. Đây, một số cái linh kiện cơ bản để có thể cấu tạo thành một chiếc máy tính của chúng ta. Và còn vỏ cây nữa, phần vỏ cây thì ở trong này nha các bạn. Vỏ cây thì mình chưa có nhập về hết nên tạm thời các bạn có thể tham khảo một số cái mẫu cây cơ bản thôi. Chưa có nhập về hết nha. Thì mấy hôm nay do thời tiết nó thất thường á nên nhiều bạn inbox cho bên mình đó, thì bên mình sẽ hỗ trợ giao hàng tận nhà các bạn. Nếu những bạn nào chúng ta không đi được nha, chúng ta không đi được đến cửa hàng thì mình sẽ hỗ trợ giao hàng tận nhà các bạn, nên các bạn không cần tới cũng được nếu các bạn tin tưởng. Còn vấn đề đặt cọc thì thật ra không cần đặt cọc nha các bạn. Những bạn nào chúng ta biết mình rồi hoặc là ở Tiền Giang rồi thì nếu bạn thật sự muốn mua hàng thật sự á thì chỉ cần inbox cho bên mình thôi là được, không cần phải đặt cọc những nơi khác đâu nha. Nên các bạn yên tâm vì cái vấn đề đó, khỏi sợ giao hàng mà sai thông tin hay là như thế nào đó. Ở đây mình bán đã từ 6-7 năm trở lên rồi nên các bạn khỏi có băn khoăn cái vấn đề này nha. Có tiện cho các bạn hơn luôn. Chúng ta kiểm tra máy xong ưng ý đúng cấu hình, khi mà báo giá thì chúng ta nhận hàng thôi, không cần phải đặt cọc. Rồi video này mình xin được phép tạm dừng tại đây để
tranh thủ gác máy và bàn giao nha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi nãy giờ.